Cuộc thi nét đẹp sinh viên trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh 2023 đã chính thức khởi động do nhà thiết kế Việt Hùng phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam và Trường Đại học Công thương Thành phố tổ chức. Cuộc thi nét đẹp sinh viên trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh dành cho tất cả sinh viên đang theo học tại trường. Đây là hoạt động nhằm tạo điều kiện cho sinh viên rèn luyện bản thân, phát triển lĩnh vực mình yêu thích, đồng thời thể hiện tài năng, hình ảnh năng động trẻ trung. Khi tham dự cuộc thi thì em có tham khảo về các workshop, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình và đặc biệt là một tinh thần dự thi rất là tốt cho chương trình. Điểm nhấn của cuộc thi năm nay là lan tỏa hình ảnh đẹp về tri thức, sự năng động và nỗ lực trong học tập, làm việc của sinh viên thông qua nhiều phần thi tranh tài. Ban tổ chức chọn ra 30 thí sinh từ 85 thí sinh đăng ký ban đầu bước vào đêm bán kết, dự kiến diễn ra vào tối ngày 20 tháng 10 với chủ đề Tự hào sinh viên Đại học Công thương. Các bạn sinh viên sẽ được xây dựng các kế hoạch liên quan về các dự án thanh niên, từ đó có thể phát triển được các kỹ năng của mình cũng như là kỹ năng làm việc nhóm. Ngoài cái chuyện mà hỗ trợ để tổ chức một cái sân chơi tốt nhất thì Hùng phải hỗ trợ rất là nhiều, chẳng hạn như có thể một chút về truyền thông, một chút về nghệ thuật, một chút về những cái mối quan hệ để làm sao cho các em có những cái sự trải nghiệm tốt nhất. Đêm bán kết sẽ được xây dựng thành một chương trình nghệ thuật, biến sân trường thành sàn cách quốc dài cho gần 100 văn nghệ sĩ cùng với sinh viên tham gia biểu diễn. Vòng chung kết và trao giải dự kiến diễn ra vào tối ngày 17 tháng 11. Hoa Khôi và Nam Vương chiến thắng chung cuộc sẽ được trao vương miện. Top 3 của nữ được đặt cách vào vòng bán kết cuộc thi Hoa Khôi Sinh viên Việt Nam năm 2024.